Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Gian Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là bố quốc phanh tay hay gọi là má phanh tay, có anh em gọi là bố thắng tay của dòng xe anh em, rất anh em trong miền trong thì hay gọi là bố thắng tay của dòng xe Mitsubishi Pajero. Con này Pajero V6 3000 và V6 3500 thì nó lắp được khi mà chúng ta, mỗi khi anh em dừng xe đúng không ạ, chúng ta sẽ phải kéo phanh tay để đảm bảo xe chúng ta không bị trôi, không bị trôi xe. Thì theo thời gian thì nó sẽ mòn, cái má phanh, quốc phanh nó sẽ bị mòn. Đây là phần mòn, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi đang làm bánh tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em có nhu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.